Bảo vật giá trị vừa khai quật trong mộ chắt trai Hán Vũ Đế. Nhiều bảo vật giá trị mới được các chuyên gia khai quật tại ngôi mộ thuộc về Lưu Xung Quách, con trai cả của Hoàng đế Lưu Hạ ở Nghĩa Trang Xương ấp Vương ở tỉnh Giang Tây phía đông Trung Quốc. Bên trong ngôi mộ Lưu Xung Quách chắt trai Hán Vũ Đế có chứa hàng trăm cổ vật giá trị được chế tác tinh xảo. Trong số này có nhiều báu vật quý giá bằng ngọc bích, mã não và vàng. Mộ của Lưu Xung Quách là một trong số ít ngôi mộ không bị trộm cắp nên các đồ tùy táng không bị mất. Theo đó, các cổ vật còn khá nguyên vẹn. Những cổ vật này giúp các chuyên gia, nhà khoa học hiểu hơn về cuộc sống và sở thích của các thành viên hoàng tộc dưới triều Tây Hán ở Trung Quốc. Do bị chôn vùi trong đất suốt nhiều năm nên các cổ vật đều dính bùn đất. Theo đó, các chuyên gia tỉ mỉ làm sạch các hiện vật trước khi trưng bày trong bảo tàng. Các chuyên gia cũng tìm thấy một chiếc ấn cùng với ngọc bích, thủy tinh và đá mã não trong ngôi mộ cổ trên. Cận cảnh những cổ vật trong mộ cổ chắt trai Hán Vũ Đế mới được khai quật,